Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em một buổi tối xem video vui vẻ em ơi. Và đây là cái video này thì Khải mua đôi giày nha mọi người. Đôi giày này gọi chắc chắn anh em là mắt pin với thứ yên của Khải luôn em ơi. Đó, tóc 37, khăn lôn 30. Nói chung là hiện tại cái nội lực Khải đã đang khá là dư. Tại vì những trang bị mới của Khải sắp tới đây Khải sẽ lên đảo nè. Thì những cái món đồ Khải nội lực khá là dư. Nên là Khải mua đôi giày này thì Khải chỉ lấy được cái dòng tóc mắt pin này, tóc mắt pin cho thứ yên này. Với lại khăn lôn mắt pin nha em ơi, quá đẹp luôn. Cảm ơn ông. Đây nè, Khải cứ hỏi ông này bán 7 kim nhưng mà nói chung thiệt tình thì tầm này thì Khải mua chỉ được 3 kim thôi. Đây, cho anh em xem những món đồ. Đây nè, IQ like. Okay. Đây anh em, đồ đây. Khả đang chuẩn bị những cái món khăn lôi 30 mắt pin cho anh em xem nha. Trong đôi giày này á, Khả tính cho anh em xem luôn. Hiện tại thường thường anh em có thấy không? Thiên của Khải á, thường thường là 4 kỹ năng đúng không? Cho anh em xem nha. Thường thường là 4 kỹ năng. Thì nếu mà Khải lên 4 kỹ năng thì anh em thấy không? Bây giờ hiện tại mới có 3 kỹ năng thôi. Thì mua đôi giày này gọi là mắt pin nhà thiên luôn nha mọi người. Mắt pin nhà thiên luôn nha. Hiện tại bây giờ Khả đang thiếu phi phong nè. Là thải Khả thành 4 kỹ năng quá. Hiện tại đây là 23. Khả mới lên một kỹ năng nữa là anh em nhìn bên dòng bên dưới không? Sẽ là tốc độ di chuyển 63. 63 mà kẹp với cái giày 37 này nữa là mắt pin nha anh em. Đó, 63 kẹp với 37 là mắt pin luôn. Chứ không có gì không mắt pin luôn anh em. Nói chung là tại đôi này là dành cho thiên 4 kỹ năng mắt pin luôn. Không có gì còn phải chờ nó gọi là mắt pin luôn rồi. Rồi, thấy chưa? Thêm một kỹ năng từ vị phong là Khải lên được 63 tốc độ. Và kèm theo cái này 37 nữa là vừa tròn 100 tốc độ. Đó, easy luôn, easy game luôn. Và với cái kháng lôi 30 nó là mắt pin nha nè. Đó, trong đội giày này theo Khải dự định ở server Khải chưa thấy đồ nào như đồ này. Cũng như là nó một luôn, không khác luôn nè. Quá đẹp. Tầm này thì thấy anh em xanh bot nhiều quá. Đây, cho anh em xem những cái món đồ Khải mua mắt pin luôn. Đó, thấy chưa? Và tay cũng mua 3 kim này. Khải sẽ lên video ở video trước cho anh em xem rồi. Nón này thì Khải mua cái nón trong show thôi, Khải không có lên video chi. Đang tìm một nón nào sinh lực lực 100 thì xài mà tầm này chưa có nè, nên là xài tạm nón này. Này cái nón trong show à. Đây lần này Khải sẽ làm bài boss ra đó nha. Món sinh lực lực đó, nhẫn. Rồi, lần này thì Khải sẽ lên đảo Khải mang một set đồ hoàn toàn mới và cũng như là lên kháng lôi và cho anh em xem. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho video này, mua cái đôi giày No 1 này, một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Nếu mà Khải mang cái kiểu này thì Khải có thể lên được 75+3 và Khải sẽ bỏ đi 40 chón nha. Tầm này giao tranh tống kim không có đông người như trước nữa nên là Khải quyết định bỏ 40 chón, Khải chỉ còn 40 chón từ cây vũ khí thôi. Còn lại là cái nón này Khải sẽ mang kháng lôi và vào tay Khải sẽ mang kháng lôi và cái nhẫn dưới Khải sẽ mang làm 140. Đó, sẽ đồ mới thì review nhẹ cho anh em sơ như vậy thôi. Rồi ok, đại lưng sẽ thay vào đại lưng sẽ lục lực kia. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi.